Hello, Mỹ Mô Tô, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại cửa hàng xe mô tô đó anh chị các bạn mình. Là xe mô tô của anh Dương nha. Ở địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn. Và số điện thoại của anh Dương thì em có để chi tiết trên màn hình đó. Anh chị các bạn mình trong khi mình xem có thắc mắc nhu cầu mình muốn mua xe gì á, mình có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình hoặc đến địa chỉ giúp em ha, để mình xem xe cho nó rõ ràng hơn. Thì sau đây em sẽ cập nhật giá những dòng xe mô tô nè. Giá mới đây hết luôn. Đợt này thì cũng như là xả kho luôn đó anh chị các bạn mình. Mô tô cổ điển thì nói chung còn nhiều lắm. Và những phân khúc như là mẫu thể thao nè, Nextbike nè, có đầy đủ các dòng phân khúc cho anh chị mình lựa chọn luôn nè. Thì đầu tiên nhờ camera đi từ từ vào trong ha, mình sẽ lướt một vần nè. Cửa hàng thì cũng có hỗ trợ như là ship xe anh chị em mình ở xa nha. Cứ thích em xe nào thì mình cứ cọc xe, cửa hàng sẽ ship xe về tới nơi cho anh chị các bạn mình luôn ha. Rồi. Đặc biệt là hôm nay là Reveal 250 là còn có 3 chiếc nha anh chị các bạn mình. Đó, mấy bữa trước thì còn khá là nhiều ha. Hôm nay thì có anh em, nhiều anh em ủng hộ rồi thì còn 3 chiếc à. Thì tí xíu mình quay chi tiết sau ha. Đây mình cũng quay qua mấy chiếc cầu cào trong đây là sao ơi? Mấy con này bán chưa? Chưa. Mấy con này chưa hả? Vậy là mình cho qua ha. Vậy là còn con G15 đó mình quay luôn ha. Đó, G15 V3 nè. Con màu đen. Như là trong cửa hàng còn một chiếc duy nhất đó. Còn bên kia một chiếc màu xanh nữa. Và CBR 150 nữa kìa các bạn. Thì từ từ ha. Con này đời 2018 nè. Xe màu đen nhám nha các bạn. Đó. Odo đi được 10.000 cây. Giá là 48.500. Có tặng nhớt bảo hiểm. Mũ bảo hiểm ha. Thì anh chị em mình có thiện chí mua các cái dòng xe trong cửa hàng nè. Có thiện chí mua cứ đến trực tiếp cửa hàng. Giá cả thì còn thương lượng bóp cho anh chị mình em mình thêm nữa ha. Cứ mạnh dạn. Về phần xe máy móc thì có bảo hành cho anh chị em mình đầy đủ ha. Cứ yên tâm. Tiếp theo là con W175. Đó, nói chung xe này là còn đẹp các bạn ơi. Nói chung mình cũng quay nhiều lần em này lắm hay sao nè. Em này như mới về á. Hiện tại còn 2 chiếc nè. Bữa là mình quay có 1 chiếc thôi. Chiếc ngoài này là mới về nha các bạn. Con này đời 2018, biển là 61 nha anh em. Hết xăng hay gì rồi? Con này đi được 6.000 cây nè các bạn. Đó, giá hiện tại thì có 52.500 thôi. Là 175cc nha anh em. Anh em là có bằng A1 là mình đi thoải mái. Con này là bằng A2 luôn hả? Thường thường là bằng A1 là 175 đổ xuống rồi ta. Đúng 175 đó mà anh em mình cứ nếu mà chắc ăn thì mình có bằng A2 mình chạy chắc ăn. Rồi 50 triệu, 52.500 nha các bạn. Tiếp theo là bên đây con màu bình xăng là màu bạc kìa. Đó, xe còn đẹp nha anh em. Con này mình có quay hõm rồi sao nè. Con này có cản luôn. 49.500, biển số Sài Gòn luôn nha các bạn. Đó, 2018. Đi được 7.500 cây. Đó, hiện tại còn 2 chiếc ha. Anh em mình cứ lựa hai màu luôn. Tiếp theo thì vô đây mình xem Reveal 250 nè, Reveal Nhật nè anh em. Xe đời cũ á. Con đầu tiên là con này là biển 67 nè. 67. Con này như là giá cao nhất trong cửa hàng rồi. 165 triệu nha anh em ơi. Đó, 165 triệu nha anh em. Anh em nào mà nếu mà có đam mê những cái dòng xe như thế này á thì mình cứ trực tiếp đến cửa hàng xem xe nó kỹ nè, giá cả còn thương lượng nữa nha anh em ha. Đó, biển 67 luôn, anh chị. Rồi, tiếp theo. Bên đây cũng vậy luôn nè, con này biển 65. 149 triệu nha các bạn. Reveal 250, Reveal Nhật nha. Về phần máy sơn rồi là còn nguyên zin hết nha anh chị em nè. Nhìn nước sơn nó phai màu theo năm tháng đó các bạn. Nè, đây rồi. Nguyên zin hết luôn. Máy móc ok. Chạy thì thầm luôn nha anh em. Không có nổ máy được anh em mình thông cảm ha. Có chi tiết mình muốn xem cần nổ máy có thể mình chụp màn hình lại và gửi qua Zalo trên số điện thoại cho màn hình giúp em có video nổ máy cho anh chị em mình nghe nha. Tiếp theo là bên đây con màu xanh. Con này biển số 59 luôn. 120 triệu nha các bạn. Đó. Những dòng xe này thì anh em mình chạy nếu chung là khỏi bàn cãi vậy rồi. Máy móc là ok nha anh em, cứ yên tâm nha.
Còn trên đây là em CBG sẵn đây thì mình rước luôn ha anh em. Con CBG 150 nè. Con này nhập khẩu Indo đời 2020 nha các bạn. Đi được 2.000 cây. Con này là 56 triệu 500. Xe biển là 66 Đồng Tháp luôn nha. Xe màu đen, đỏ đen. Rồi tiếp theo bên ngoài này là KTM Dup 390. Đó, xe đẹp chưa? Khá là đẹp luôn nha anh em. Con này còn đẹp lắm. Con này anh em nào màu cao 1m65 là mình đi mới được nha. 1m65 là mình ngồi mình đi mới ok nha. 60 thì nó hơi khiêm tốn xíu. Đây, xe dáng xe nó cao à. Con này bản ABS luôn nha các bạn. Con này đời đấy, mình xem đời như vậy. Đời 2020 nè. Cái mặt đồng hồ LED đó, giờ rất là to luôn, đẹp lắm các bạn. Quá lực luôn các bạn ơi. Xe này có chống đổ cản nè. Rồi giá hiện tại là 139 triệu nha anh em. Biển là 28. Đi được 6.000 cây. Nói chung xe còn đẹp lắm. Có lên được cái bô nè. Rồi tiếp theo. Bên đây là GT 535 2018 nè. Cái dòng xe này anh em mình nếu mà xem trên kênh em thì cũng đủ hiểu ha. Đó. Có rất là nhiều anh em đam mê luôn nè, hỏi hoài nhưng mà em nó còn nằm ở đây nè. Hôm nay em cập nhật báo lại cho các bạn mình chưa có xem ha. Con này đời 2018, biển là 43. Con này đi được 8.000 cây nha các bạn. Nói chung xe còn đẹp lắm, màu vàng. 89 triệu thôi. Phân khối là 500, trên 500 đó nha anh em. Con này là phân khối trên 500 nha. Anh em nào phải lên bằng A2 đi mới được nha. Đó. Ok luôn, xe còn đẹp nha. Bình xăng màu vàng khá là nổi bật luôn. Rồi tiếp theo thì trong bên trong là có Honda CB500X. Mẫu này thì nói chung mà tương đối là mình thấy cái giá nó khá cao nha anh em. Nhưng mà mình ngồi rất là thấp nha anh em nào, mét 60 đổ lên là ngồi ok. Đi được luôn ấy. Nếu mà anh em nào mà có đam mê mà có giữ thăng bằng được thì mình đi được nha. Có đi quen thì mình đi được. Con này 2018 nè các bạn. Đó, dáng địa hình nữa. Cái gầm máy nó cũng khá cao á. Nhìn rất là ngầu nha. Anh em nào mà chưa từng chơi thì mình dòm xe này sơ ngang là mình dòm thấy nó rất là ngầu luôn á. Con này 149 triệu nha các bạn. Biển số Sài Gòn luôn, 59A3. Ok. Rồi tiếp theo thì bên trong đây cũng có một em luôn. Siêu phẩm luôn. Dáng địa hình đó, Himalaya. Đó, con này như là phân khối nó. Cái bảng giá đâu ta? Con này CC nó bao nhiêu? Con này 400 mà. Bảng giá đây nè. 400 phân khối nha các bạn. Biển là 59 luôn. Đi được 30.000 cây, 82 triệu nha anh em. Himalaya. Rồi. Ở trên đây thì có một em siêu phẩm luôn mà để chân thôi các bạn ơi. Của anh Dương đang chừng ha. Tiếp theo qua ra ngoài này là có em đời mới luôn, CB350 đời mới luôn nha các bạn. Con này 2022 luôn nè. Biển là 61 luôn. Đó, xe còn khá đẹp, cực đẹp luôn chứ khá đẹp gì. Không khác như một chiếc xe mới nha các bạn. Dòm cổ vô cũng thấy nè, đủ hiểu rồi. Thấy không? Liền lạc luôn. Lớp xe này còn khá là dày là như mới luôn. Nói chung thì rất là mới, như là một chiếc xe mới đó anh em ơi. Để mình xem đi được nhiêu cây rồi. 13 cây thôi các bạn. Đi được 13 cây thôi ha. Lý do là 13. Tại sao đi 13 cây thì anh em mình cứ trực tiếp liên hệ qua số điện thoại để đi gặp cửa hàng chi tiết thôi ha. Máy còn rất là chắc nha các bạn. Giá là 195 triệu nha anh em ơi. 13 cây. Biển 61. Honda CB350 nha các bạn, 350cc ấy. Rồi, tiếp theo thì bên trong đây có con Bestom. Bestom là 500cc. 500cc nha các bạn.
Con này biển 61 nè. Mẫu mã thì khá đẹp đó anh em ơi. Bé tôm nè. 2022 luôn. Đời mới luôn. Con này đi được 2000 cây. Giá là 145 triệu nha các bạn. Máy em gích luôn, máy cứng khừ luôn nha anh em. 145 triệu nha các bạn, đi được 2000 cây. Đời 2022 luôn. Bê tôm 500cc. Đó. Tiếp theo, trong đây là có Super Adlay nè. Adlay Sờ Chip, con này 2015 là 750cc nha anh em. Chiếc này biển là 43, đi được 14.000 cây nè. Hả? Con này nói chung là khá là lùng á, thấp á. Anh em nào chiều cao mà khiêm tốn thì đi em này được nè. Đó. Mà nó hơi nặng nha, tương đối là nặng á. Mà nó thấp, mình dễ chạy. Con này là 179 triệu. Nó lên mà đồ chơi sương sương thôi. Có cản nè, hai đèn chờ sáng hai bên nè. Rồi. Ok luôn, xe màu đen. Rồi tiếp theo thì bên trong đây là còn hai chiếc Suzuki GZ 150A nha các bạn. Con đầu tiên này bên cạnh mình đây là con là đời 2019 nè. Đó. Cái dáng xe này thì anh chú mình rất là thích đi nè, đi đường dài á. Ngồi rất là thoải mái, không có đau lưng nha các bạn. Anh chị mình nè. Có thùng hai bên sau để đồ thoải mái luôn. Con này là 55.500, đi được 10.000 cây. Biển số Sài Gòn luôn, 59 luôn nha anh em. 2019, xe còn đẹp lắm. Sáng trưng à. Đó. Dòng xe này thì nói chung anh em mình, anh chú mình đi là không có bàn cãi ở phần máy móc nha. Không có lỗi lầm gì hết. Tiếp theo là con bên trong đây cũng đời 2019 luôn, biển Sài Gòn luôn. Con này là có lên tựa lưng nè, y chang như con kế bên luôn, hai thùng hai bên luôn nha các bạn. Con này đi được 3.000 cây, 61.500, và con bên đây là 55.500. Đó, anh em mình cứ lựa chọn ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ ra bên ngoài đi, ra bên ngoài mình xem ghi beo nè. Có ghi beo 500 luôn nè, ghi beo Honda nhập Thái đời mới á các bạn. Cái dòng xe đời mới nè. À, con trong đây là 500 màu đen trước đây ha. Đó, con màu đen bên trong đây đời 2020 nè, biển số Hà Nội luôn, 29A1, đi được 3.000 cây, giá là 155 triệu nha các bạn. Đó, xe còn nói chung khá đẹp á. Anh em nào mà không tin thì mình có đến trực tiếp cửa hàng mình xem xe đi sẽ hiểu hơn. Mình xem trên video á, nhiều khi xem không có rõ. Màu đen nha anh em, máy móc bảo hành cho anh em đầy đủ hết luôn, đi được mới 3.000 cây thôi. Tiếp theo bên ngoài này là một em màu đỏ, con này nãy giờ lên đồ chơi cũng cơ bản, hai thùng sao và được cái cản trước cản sau nè, có để bình nước nè. Đó rồi, có cái mẫu ở trước luôn. Con này 2018, biển Sài Gòn, 14.000 cây nha anh em, là có 100 triệu thôi. Đó, thấp hơn con bên đây 10 triệu. Con này 500 phân khối nha các bạn, ghi beo 500 nha, hình như là ghi beo 300 mình như hết sao đó. Hết rồi. Tiếp theo là bên đây là có siêu phẩm luôn. Đó, siêu phẩm là Sado 750. Đó, dòng dáng thì rất là to luôn nha anh em ha. Đó, khá là to á, nhưng mà nó lùn, nó thấp á. Mình ngồi mình thăng bằng, mình chổi chân được là mình chạy đi được à. Nó nặng á, nói chung khá nặng á. Để anh lấy. Đó, khá là nặng luôn nha anh em ơi. Con này biển số Sài Gòn luôn nè, 59A3 nè. Đời đăng ký 2005, 189 triệu nha các bạn. Con này nói chung còn 205 mà còn tới giờ còn khá đẹp đó anh em ơi. Có kính chắn gió nữa nè. Có kết nước luôn nha, kết nước làm mát luôn đó nha anh chị em mình. Tiếp theo, con bên ngoài này là biển 37. Con này cũng Sado luôn nè anh em.
Shadow mà nhưng mà phân khối nó lớn hơn, là tới 1100cc nha các bạn. Cũng 2005 luôn. Con này biển 37 nè, 245 triệu. Đó, 1100 mà có kết nước là mát đầy đủ luôn. Mà đi đường xa thì thoải mái luôn. Rồi, tiếp theo ra bên ngoài này là có Kawasaki Vulcan 650S. Thì nhà cam ga mình đi từ từ vô trong đây mình xem con bên trong này trước ấy. Đó, con bên trong này như là màu nâu nâu nè, xám nâu nâu nè. Con này 2016, biển là 68, 169 triệu nha các bạn. Đó, Vulcan, Kawasaki Vulcan 650S. Hiện tại còn 4 chiếc ha. Rồi, chiếc kế bên đây là màu đỏ đen nè. Con này 2016 luôn, biển 65, 165 triệu nha các bạn. Tiếp theo, màu xanh 2017, biển Sài Gòn luôn, 59A3, đi được 7.000 cây. Con này là 189 triệu nha các bạn. Đó, xe full đồ chơi luôn, full thùng ở sau luôn nè. Rồi, tiếp theo là em trong đây, màu vàng. Con này biển 59 luôn nè, 2016, 169 triệu luôn nha các bạn. Đó, Vulcan 650S, anh em nào đam mê thì cứ đến trực tiếp cửa hàng xem xe lại nha. Rồi, tiếp theo là bên ngoài này là cũng như là siêu phẩm luôn rồi. Đó, siêu phẩm cổ điển luôn. À, thấy hai đầu lâu nè, hai đầu lâu hai bên nè, anh em mình thấy ngầu chưa? Và ở phía sau nè, con này Super Atlay 883 nè. Con này giá ở đâu rồi Huy? Con này đi được 10.000 cây rồi. Đời 2009, biển là Sài Gòn luôn, 59A3, 209 triệu nha các bạn. Đấy, mày máng lên đây luôn. Rồi, ok. Đó, tiếp theo thì bên đây thì có lô CB 1001, ổ 1000 nè. CB 650 nè, còn một cặp nữa anh em. Và bên trên trong đây là có Z 1000 nè, còn hai chiếc nè. Z 9 một chiếc, Z 8 Z 800 hai em. Qua đây là Z 650 Kawasaki ZX 25G, còn một cặp nha các bạn. Ninja, con này Ninja 650 hay sao nè. Đúng rồi, 650. Nói chung thì rất là nhiều xe luôn, có MT luôn nè, có cả Yamaha MT luôn. Con này giá rất là mềm luôn anh em nè, có đam mê thì cứ xem xe nha, chụp hình lại và gửi qua số Zalo giúp em. Và có một cặp như là CB300G nè, clip trước em có quay rồi nè. Anh em nào muốn xem thì cứ bình luận bên dưới ha, hoặc chụp màn hình gửi qua Zalo. Đây là có CBG 150 của Indo luôn nè, bản gạch son. Hiện tại thì con này có 48.500 thôi, đời 2018. Và đây là G15, 48.500, 2018 luôn nha các bạn, màu xanh đen. Đó, qua đây là có Honda CBF 125G 2018, giá là chỉ có 35.500 thôi các bạn. Dòng xe này đi rất là bền luôn, nhỏ gọn. Rồi, tiếp theo thì bên đây là có FZS 150. Con này có FI rồi nha các bạn, 2015, biển số 59 luôn, 32.500, đi 20.000 cây. Đó, ok. Rồi, thì tất cả những dòng xe thì em có cập nhật hết rồi. Anh chị em mình có thắc mắc mà xem chưa gõ cho máy á, mình có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại màn hình và mình xem, mình tua lại, mình chụp và gửi qua Zalo ha. Có ảnh chi tiết hoặc video cho anh chị mình xem xe lại cho nó kỹ hơn nha anh chị các bạn. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn theo dõi video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình trong những video tiếp theo.